Thưa tất cả bà con, thì trong cái video này tôi nói về một cái vụ lừa kết hôn rất là ngoạn mục nha bà con, rất là ngoạn mục, rất là đặc biệt. Có thể một số bà con có thể xem báo rồi, nhưng mà ở đây tôi phân tích lại là cái những cái chi tiết là của nó, và bà con thấy là nó rất là coi như là ngoạn mục nha. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên, và ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng, và khi xem xong thì nhớ cho tôi một like và cố gắng xem cho hết video. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện nha. Thì ngày hôm qua báo chí đưa cái thông tin rằng là cái vụ kết hôn này xảy ra ở Đà Nẵng ha. Một cái cô gái, cô này 35 tuổi, thì khi mới quen đó thì cổ xưng tên là Nhi. Trong một lần cổ ở Đà Nẵng, cổ đi xe Grab thì gặp cái anh K kia là tài xế xe Grab. Anh K thì 29 tuổi, còn cô này là 35 tuổi. Thì đi xe Grab xong rồi là xe Grab thì là có số điện thoại là của nhau đó, thì bên này là và bên kia có thể liên hệ tiếp theo, thì không biết ai là liên hệ ai đấy. Nhưng mà hai người sau đó là quen quen nhau dần 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 dần. Thì anh K này đã đưa cô Nhi này về nhà, giới thiệu với gia đình rồi này kia kìa nọ ha. Và gia đình anh K này mặc dù anh là làm tài xế xe Grab nhưng mà có vẻ là cũng là khá giả. Sau khi là coi như là đưa gia đình, đưa cô Nhi này về thăm gia đình một thời gian, thì cô Nhi này cổ báo với anh K này là cô đã có bầu ha. Đã có bầu. Thì trên cái ảnh của báo khi công an chụp thì chúng ta không thấy đẹp, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu ảnh bình thường thì đẹp, bởi vì công an bao giờ họ cũng chụp theo kiểu dìm hàng nha bà con. Rồi để tôi mở cái ảnh mà ở trên trên báo cho bà con xem. Thì đây đây là tấm ảnh ha, đây là tấm ảnh của cô gái này ha. Ảnh này do công an cung cấp, và như vậy thì tôi nghĩ rằng ở bên ngoài thì sẽ rất là xinh, bởi vì đây là ảnh, thường là ảnh mà công an cung cấp họ chụp thì luôn luôn là dìm hàng ha. Chúng ta thấy rõ cái điều này rồi. Thì như vậy bên ngoài thì sẽ rất là xinh ha. Rồi thì tiếp tục cái đám cưới xong á, cái lúc đám cưới á, thì cô này thuê người làm giả bên bố mẹ của mình ha, và cô bảo cô ở Gia Lai. Thì khi người đóng giả như vậy thì cổ đưa cho cái người này á, đưa cho cái người mà đóng vai bố mẹ thì một cuốn sổ đỏ, một cuốn sổ hồng và 9 cây vàng giả. Thấy không? Cuốn sổ đỏ cũng giả, sổ hồng là cũng giả, đều 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 làm giả hết, và 9 cây vàng cũng đều giả, để trao tặng cho con gái trong cái ngày mà đã làm đám cưới ha. Thì dĩ nhiên á, khi mà nhận cái đó thì nhận tại chỗ thì ai mà kiểm tra là nó là vàng giả hay vàng thật. Rồi mà còn xong về rồi thì là đám cưới về thì cổ lấy cổ cắt đi chứ, thì là đâu có ai kiểm tra được, thấy không? Không thấy nói là bên nhà chồng cho bao nhiêu. Rồi sau đó cổ ấy là thông báo rằng là bên nhà ba mẹ cổ là đã cho hai vợ chồng hai chiếc xe khách Bắc Nam, bởi vì cô nói là nhà cô có công ty chạy xe khách Bắc Nam ha, đã cho hai vợ chồng xe khách Bắc Nam, và mua cho một căn nhà 9 tỷ ở ngay tại Đà Nẵng. Nhưng mà thực tế căn nhà ấy cô thuê là một tháng là 9 triệu đấy. Có lẽ là cô tự lẳng lặng cô đi đi thuê xong rồi là cô sẽ làm là cái giấy tờ nhà giả, rồi cô đưa anh chồng đến đó xem, rồi đưa bố mẹ chồng đến đó xem ha.
Và cái ngôi nhà đó kế bên là có cái khoảng đất trống. Thì cô nói là coi như bây giờ muốn mua luôn cái khoảng đất trống này mà không có tiền, đồng thời mua thêm chiếc xe 7 chỗ nữa mà không có tiền. Thì thành thử cô mượn gia đình chồng, thì gia đình chồng đưa cô mượn là tổng cộng là 2 tỷ tư ha. Đó, lúc đó là cô là coi như trên trên danh nghĩa là đã là lấy chồng đã về ở ở trong nhà chồng rồi nha bà con. À, thì sau đó không rõ lý do gì mà phát hiện, mà tôi nghĩ rằng phát hiện nó cũng dễ thôi chứ không có gì khó. À, phát hiện thì cũng chẳng có là gì khó đâu, giả cái đó thì mà cùng lắm thì kéo dài được chừng vài tháng nữa thôi chứ không có nhiều. Thì kết cục là nó lòi ra và cô này bị bắt. À, thì qua cái thông tin ở trên báo báo chí thì họ toàn là coi như phê phán là cô gái này không à, chứ chẳng ai đã động gì đến là cái ông ca, anh ca tài xế xe Grab. Nhưng mà tôi thấy rằng là cái anh ca này cũng không phải là cái dạng gọi là nạn nhân gì 100% đâu bà con. À, anh này cũng thuộc loại là coi như là ham tiền, ham ham bạc. Thứ nhất là 29 tuổi. À, đi lấy cô 35 tuổi. Xin thưa rằng nếu mà phụ nữ mà chênh nhau 6 tuổi, chênh 6 tuổi thì nó cũng rõ lắm. À, cũng rõ lắm. Hơn nữa anh này anh có thể là coi giấy chứng minh nhân dân của cô này hoặc là căn cước công dân. Thì cái đó vợ chồng thì hoặc là người yêu nhau thì phải đưa cái đó rồi, cái hai cái đó thì không thể làm giả được. Căn cước công dân thì không thể làm giả được ha. Hoặc là giấy chứng minh nhân dân thì cũng khó làm giả lắm. Thì đưa thấy chênh nhau 6 tuổi mà cũng chấp nhận là yêu. Rồi cái thứ hai là quen nhau 3 tháng thì cô này cổ hô là có thai. Thì xin lỗi rằng là anh chàng này cũng là coi như đã lợi dụng cái vấn đề tình dục. À, chứ có phải rằng là coi như là tốt lành gì đâu, thấy không? Đưa người ta vô là khách sạn khách đồ này kia kìa nọ nhiều lần, chắc cũng rủ rê, thấy không? Nhiều lần rồi mới tới 3 tháng rồi mới là có thai, có thai rồi mới phải đi cưới. À, thấy không? Tôi chưa nói đến là các cái yếu tố là tiền cô này cho rào rào thì là không nói, vật dầu tiền 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 giả. À, tiền giả, vàng giả, sổ giả. Nhưng mà tôi thấy cô anh này cũng thuộc lại là coi như là, thấy không, cũng không phải rằng là nạn nhân gì, thấy không? Tuổi tác thì người ta hơn mình đến 6 tuổi mà cũng chấp nhận lấy. Trong khi đó với một cái gia cảnh nếu mà giàu có thể cho cô này mượn được 2 tỷ tư thì anh này cũng có thể thừa sức đi tìm kiếm người yêu ở quanh quanh ở trong cái thành phố Đà Nẵng, thấy không? À, những cái người mà coi như là có gốc gác đàng hoàng chứ không đến nỗi mà coi như là vơ đãi một cái cô đi xe Grab rồi sau đó rồi là quan hệ với con người ta đưa vô khách sạn cái đồ này kia kìa nọ tùm lum tà la đấy. À, cho nên là tôi thì tôi cho rằng anh này thì cũng chẳng có cái gì gọi là đáng thương cả. À, về phần cô này thì tôi cũng không có biết bình luận là thế nào, bởi vì cô có vẻ cô tưng tưng là thế nào. À, chẳng ai mà đi làm cái chuyện đó hết đấy. Mình có nhan sắc thì mình cứ quen bình thường cũng có thể quen được những cái anh là giàu có. À, quen bình thường, thậm chí gia cảnh nghèo thì vẫn quen được những anh giàu bình thường, chả việc gì mà phải dựng lên một cái mác đại gia giả là như thế. Cho nên cô này cô tưng tưng thì tôi không nói rồi. À, nhưng mà còn cái anh kia à, thì cũng là coi như là cũng chả phải nói tóm lại là coi như là gì đó, kẻ sáu lạng người già nửa cân
hay là gì, kẻ cắp gặp gặp bà già hả, phải không? À, tóm lại nó là như thế, cho nên chuyện đời nó cũng là éo le quái oăm hả bà con. Rồi đó thì câu chuyện nó vụ án nhưng mà nó rất là ngoạn mục đúng không? Rồi, ai chưa đăng ký kênh của tôi thì xin đăng ký dùng. Và một lần nữa xin chúc cho bà con một ngày an lành bình yên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con. Xin hẹn gặp bà con trong video sau.